Nằm ở nhiều khu kinh doanh khác nhau, hầu hết các quán cà phê mini đều có không gian hoạt động hạn chế. Thức ăn và đồ uống phục vụ cho khách hàng qua một ô cửa sổ nhỏ. Mô hình này khá mới lạ ở Trung Quốc khi mà các thực khách vốn quen với việc thưởng thức cà phê một cách thư thái trong không gian quán cà phê truyền thống với đầy đủ bàn ghế. Do diện tích nhỏ nên các quán cà phê mini có thể linh hoạt hơn trong việc chọn địa điểm và giá cả cũng phải chăng hơn so với các quán cà phê truyền thống. Tôi nghĩ quán cà phê này rất hay, nó có hiệu suất giá cao và môi trường cũng rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra một không gian chung đặc biệt cho quán cà phê ở khu chợ để giải quyết vấn đề thiếu mặt bằng cho các cửa hàng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng những quán cà phê mini có tiềm năng thị trường rất lớn ở Trung Quốc, trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê tiếp tục tăng.